Ngày mới tốt lành, chuẩn bị bàn giao một con VK15 Alert cấu hình mặt lưới mới nhất 9,5 triệu về quận 8 về cho anh gia đình chị Hà và anh Hải. Đây, ok. Đây là video mình sẽ quay full clip, không cắt ghép, không chỉnh sửa nha anh em. Test cho anh em nghe âm thanh. Mình chuẩn bị test âm thanh trước và chuẩn bị bàn giao cho khách sau, ok. Đây là con loa của chúng ta. Lên nhạc nha mọi người. Thì đây mình quay những cái chức năng cơ bản nhất cho mọi người trước nha. Đây có volume nè. Và đây là mic chép, echo, mic chung, repeat, delay, mic bass. Đó thì cơ bản là mình sẽ chỉnh như thế này là mình hát ok ha. Đó. Còn ở đây là âm lượng lớn nhỏ của micro nè. Bên đây là âm lượng lớn nhỏ của nhạc. Và đây là reverb. Reverb là hiệu ứng vang dành cho ca sĩ chuyên nghiệp nè. Rồi guitar nè, bass, chung và chép mình sẽ để 3 giờ như thế này. Đó. Mic volume mình để tầm như vậy. Reverb mình cũng để sẽ tầm như vậy. Và echo delay mình sẽ sử dụng ít. Tại giọng mình cũng khá là khỏe, mình sẽ dùng ít echo và delay. Đấy. Đây là repeat. Repeat mình cũng sẽ để như thế này. Rồi bây giờ mời mọi người cùng đeo tai nghe cảm nhận một số đoạn nhạc nha. Và đây chúng ta cũng là cấu hình 4 quay. 4 loa. Hai cái loa chép ở bên trên, chép 350 và chép 250, và một cái loa chung và một cái bass. Một cái bass. Bao mạch là bao mạch công suất lớn nha mọi người. Kích thước là 19 1938. 2138, xin lỗi mọi người, kích thước 2138, bình là bình 14A. Rồi một cặp micro UHF. Rồi, lên nhạc nha mọi người. Đây mình sẽ rút mic thu âm để cho mọi người cảm nhận. Tầm khoảng 60 đến
thanh vang rất xa nha mọi người. Nó tùy vào bài nha, những cái bài bass mạnh quá nó mới vỡ tiếng, còn những cái bài nhẹ nhẹ thì nó sẽ không có vỡ hả. Còn mọi người bình thường kết nối điện thoại là mở 70 80 90, thoải mái không rè nha. Đấy, nghe tiếng bass rất là đã và rất là phê luôn nha mọi người. Cưới luôn. Vui, nhạc trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, uống sắc mì hoàng tôi thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn tôi chúc chú rể mời, tôi chúc cô dâu hẹn nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xinh lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chung mình cho đôi vợ nên mối duyên mà dài lâu. Ôi vui quá xa bà con ơi, chẳng ra đi hăng hái chứ bên gái kém gì đâu nè. Ngày xuân xa tháng cô mình lâu, ta lại không xinh ngày cho ngơi vui ngày trời mây. Khi bà hai đang nói về thầy tam, tôi tính là năm này tôi tươi luôn cho thằng sau. Anh tính ra cho rồi đi tôi với anh để mình xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi. Trên Lazada ba món từ 39.000, mua ba món từ 39.000, yêu siêu lời giá siêu hơi, mua ba món từ 39.000, chọn choice trên Lazada. Bánh Upgrade mới làm tỉ mạch cao cấp, phủ sô cô la đen tốt cho sức khỏe. Việt Nam nước nga, mình người Nam muốn hòa.
cho dù anh trở về quê hương. Đây là con lo phiên bản là mình lớn phiên bản độc lạ nhất Việt Nam. Đây mic khác không vô nha mọi người. Alo alo. À vô vô. Hết hồn. Alo alo 1 2 3 4 5 6 hay có reverb với lại repeat nên mọi người nghe cái tiếng vang nó sẽ khác biệt so với những cái phiên bản thường. Tôi sẽ còn đậm anh quê cũ mừng vui. Em về thăm quê của hát từ một đoạn mọi người. Alo sau. Đi gây miền Tây. Bình sáng tươi quê anh ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lai ngả nghiêng cành lúa trổ bông. Trời xanh nhờn nhờ chim ca liễu lo tung tăng nắng mai trang hoa. Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Sương muốn lạnh bờ vai những chiều đang cơn mưa đổ. Mưa lạnh vai em anh thấy lòng anh xót xa. Thank you.
có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau, có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu, có đớn cay nào bằng em vội vàng qua mau. Người đàn ông đang nghĩ bên em là người như thế nào,